Phương kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 7 2019. Đến với bản tin Hoạt Thịnh Đốn tối nay gồm có tin quan trọng và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Tổng thống tuyên bố thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung phải thiên về có lợi cho Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 7 loan báo các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang được tiến hành và rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải thiên về có lợi cho Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ ở thượng đỉnh G20 tại Nhật, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán mậu dịch sau khi vòng thương thuyết sau cùng đổ vỡ hồi tháng 5 năm nay. Tổng thống Trump nói với báo chí hôm 1 tháng 7 rằng các thương thuyết gia của đôi bên trao đổi với nhau chủ yếu qua điện thoại, nhưng cũng có gặp mặt. Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội tốt đạt thỏa thuận. Ông Trump cho biết, Tổng thống Mỹ kỳ vọng lập trường thương thuyết của Trung Quốc tiến gần hơn với quan điểm của Hoa Kỳ. Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung bế tắc hồi tháng 5 sau khi Mỹ tố cáo Trung Quốc rút lại các cam kết cải cách. Ông Trump nói Trung Quốc đã được nhiều thuận lợi lớn trong thương mại với Mỹ suốt nhiều năm qua. Cho nên dĩ nhiên chúng ta sẽ không nhắm tới một thỏa thuận 50-50. Phải là một thỏa thuận phần nào thiên về có lợi cho chúng ta. Ông nhấn mạnh. Xe tăng đậu trên phố trong lễ độc lập. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 7 tuyên bố các xe tăng quân sự sẽ hiện diện tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ trong khuôn khổ lễ kỷ niệm thường niên ngày độc lập 4 tháng 7 năm nay. Khác với thông lệ truyền thống, lễ độc lập năm nay, ông Trump dự kiến sẽ đọc bài diễn văn tại đài tưởng niệm Lincoln. USA Today dẫn lời Tổng thống Trump hôm 1 tháng 7 loan báo ngũ giác đài sẽ chấp thuận yêu cầu của ông về việc trình diễn xe tăng kết hợp với buổi lễ trên khu vực trung tâm thủ đô, gọi là National Mall, vào ngày 4 tháng 7, và rằng các xe tăng quân sự sẽ đậu gần khu National Mall. Chưa rõ số lượng các xe tăng được điều động về thủ đô nhân dịp này là bao nhiêu, được đưa về từ đâu và thuộc loại nào. Chi phí ước tính sơ khởi cho việc huy động và trình diễn xe tăng này ước tính khoảng 870.000 Mỹ Kim. Trong các hoạt động kỷ niệm ngày độc lập năm nay có bài diễn văn của Tổng thống, các chương trình biểu diễn văn nghệ, diễn hành, trình diễn, máy bay cùng nhiều hoạt động khác. Tổng thống Trump kháng cáo phán quyết của thẩm phán về ngân sách cho bức tường biên giới. Tổng thống Donald Trump kháng cáo phán quyết của một thẩm phán, trong đó ngăn chặn chính phủ của ông sử dụng ngân sách 2.5 tỷ Mỹ Kim dự tính cho các chương trình chống ma túy để xây dựng bức tường dọc theo biên giới miền Nam với Mexico. Các luật sư của Bộ Tư pháp cho hay họ chính thức kháng cáo phán quyết lên tòa phúc thẩm sơ 9. Trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy, ông Trump nói rằng các luật sư lập tức kháng cáo và ông nghĩ rằng chính phủ sẽ thắng kiện. Ông Trump cho rằng xây dựng bức tường dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico là cần thiết để ngăn chặn di dân và ma túy. Nhưng đến nay, ông chưa được Quốc hội chấp thuận để thực hiện. Hồi tháng 2, ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để chuyển ngân sách 6.7 tỷ Mỹ Kim được Quốc hội phân bổ cho các mục đích khác sang cho xây dựng bức tường, bị nhiều tổ chức và những tiểu bang như California kiện ra tòa. Hôm thứ Sáu, thẩm phán Haywood Gilliam ở Oakland, California tuyên rằng đề nghị của chính phủ của ông Trump để chuyển đổi mục đích sử dụng ngân sách quốc phòng phân bổ cho các chương trình chống ma túy là trái luật. Một trong các phán quyết của thẩm phán Gilliam là cho vụ kiện của California thay mặt cho 20 tiểu bang, trong khi phán quyết kia là trong vụ kiện của Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ ACLU, phối hợp với Sierra Club và Southern Border Communities Coalition. Các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ công kích Tổng thống Trump về cuộc họp ở Bắc Hàn. Các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ hôm Chủ nhật công kích cuộc gặp gỡ mới nhất của Tổng thống Donald Trump với Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, nói rằng cuộc họp của hai lãnh đạo thiếu thực chất và đề cao nhà độc tài tàn nhẫn. Ông Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên bước sang Bắc Hàn hôm Chủ nhật. Theo đúng khuynh hướng phô trương và gây ngạc nhiên của ông, hội đàm với ông Kim ở khu phi quân sự chia tách hai miền Triều Tiên. Cuộc gặp gỡ theo lời mời phút chót của ông Trump được một số người như Đức Giáo Hoàng Francis khen ngợi là một bước tiến đến hòa bình. Những người chỉ trích gọi đây là trò thu hút sự chú ý. Và ông Trump lãng phí một quyết định
mang tính biểu tượng quan trọng, khi không có nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn thực hiện các bước có ý nghĩa để giải trừ hạt nhân. Nhiều ứng cử viên của đảng Dân Chủ đang tìm cách thay thế ông Trump ở Tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử năm 2020 nói rằng không có gì sai khi đàm phán với những kẻ thù của Hoa Kỳ như ông Kim. Tuy nhiên, cuộc đàm phán lần này phải theo sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và Bắc Hàn có tiến triển rõ ràng trong vấn đề hạt nhân. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ không nên phung phí sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ cho buổi chụp hình chung và trao đổi thư tình với kẻ độc tài ác nhân. Các thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Kamala Harris gọi sự kiện này là một buổi chụp hình chung. Một loại ký sinh trùng có liên quan tới phân người được tìm thấy bên trong hồ bơi. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ CDC vào ngày Chủ nhật 30 tháng 6 đã kêu gọi mọi người dân nên thận trọng mỗi khi đi tắm hồ, vì trong nước có thể chứa một loại ký sinh trùng có nguồn gốc từ phân người mang tên Cryptosporidium, hay còn được gọi tắt là Crypto. Trong một báo cáo về sức khỏe phát hành vào thứ Sáu, hàm lượng ký sinh trùng Crypto trong hồ đã tăng gần 13% vào mỗi năm trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2017. Không chỉ có hồ bơi, Crypto còn khiến cho con người ngã bệnh khi họ đi tắm ở các hồ nước thiên nhiên hoặc tới thăm nông trại gia súc. Người bệnh có thể bị tiêu chảy và toát mồ hôi hột trong vòng 3 tuần lễ. Bệnh này có thể gây tử vong ở những người mang thai hoặc hệ miễn nhiễm yếu như trẻ em và người già. Để đẩy lùi ký sinh trùng Crypto, các chuyên gia khuyên chúng ta nên tẩy rửa nước hồ bơi bằng chất chlorine, đồng thời phải tắm rửa ngay lập tức sau khi bước ra khỏi hồ. Những ai mới bị tiêu chảy thì không nên đi bơi trong thời điểm hiện nay. Trung Cộng thúc giục Hoa Kỳ không cho Tổng thống Đài Loan quá cảnh. Trung Cộng đã thúc giục Hoa Kỳ không để cho bà Thái Anh Văn quá cảnh qua Hoa Kỳ sau khi Đài Bắc công bố Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sẽ trải qua 4 đêm ở Hoa Kỳ trong tháng này, trong khi viếng thăm các đồng minh ngoại giao ở khu vực Caribe. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan chỉ là một tỉnh của Hoa Lục nên không có quyền có liên hệ đối ngoại cấp nhà nước. Xem đây là vấn đề tế nhị và quan trọng nhất trong liên hệ với Hoa Kỳ, vốn không có liên hệ chính thức với Đài Bắc, nhưng là nhà hậu thuẫn ngoại giao chính, cũng là nhà cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói rằng Trung Cộng đã bày tỏ lo ngại với Hoa Kỳ và phản đối mạnh mẽ. Đài Loan đang cố gắng củng cố các liên minh ngoại giao của họ bất chấp áp lực từ Trung Cộng. Bắc Kinh đang tìm cách thu hẹp vài đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Loan, đặc biệt là ở vùng Caribe và Mỹ Latin. Đài Loan hiện có liên hệ chính thức với chỉ 17 quốc gia, hầu như tất cả là những nước nhỏ ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương. Vòng đàm phán mới giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn có thể sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo trước khi rời khỏi Nam Hàn vào ngày Chủ nhật 30 tháng 6 cho biết, vòng đàm phán mới giữa giới lãnh đạo Washington và Bắc Hàn có thể sẽ được tổ chức vào những ngày của tháng 7. Có nhiều xác suất phía Bắc Hàn sẽ gửi các nhân viên ngoại giao tới dự cuộc hội nghị này. Cũng trong ngày Chủ nhật, nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc Donald Trump đã trở thành vị tổng thống duy nhất trong lịch sử đặt chân tới Bắc Hàn để gặp Chủ tịch Bình Nhưỡng Kim Jong-un tại khu vực phi quân sự DMZ. Lần đầu tiên, ông Trump và ông Kim Jong-un gặp nhau là vào tháng 6 năm ngoái trên đảo quốc Singapore. Sau đó, hai bên lại gặp nhau tại Hà Nội. Tuy nhiên, điều không lại kết quả khả quan nào. Khúc mắc nằm ở chỗ Bắc Hàn luôn muốn Hoa Kỳ nới lỏng lệnh trừng phạt, trong khi Washington lại yêu cầu Bình Nhưỡng dẹp bỏ hoàn toàn chương trình thử nghiệm vũ khí nguyên tử, gây tranh cãi suốt thời gian qua. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thân mời quý đồng hương tham dự đại lễ kỷ niệm năm thứ 80, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nên Đạo Phật Giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật 30 tháng 6 2019, tại hội trường Sweathouse Senior Center, 1000 Forest Glen Road, Silver Spring, Maryland, 02901. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng ban tổ chức Hà Nhân Sinh 204-447-5126. Kính mời quý đồng hương và thân hữu tham dự buổi họp mặt ngoài trời tại Lake Fairfax Park, Reston, Virginia, Canobie G.
1400 Lake Fairfax Drive, Reston, Virginia 20190 vào ngày Chủ nhật 7 tháng 7 năm 2019 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ban tổ chức tha thiết mong đợi sự hưởng ứng của đồng hương và thân hữu tham gia đông đảo. Mong chúng ta sẽ có được một ngày họp mặt vui vẻ và đầy ý nghĩa. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Phích 469-583-8012 hay ông Vũ 703-898-5876.